Và bây giờ thì ca thủ Ngọc Luân được hưởng một cú đá penalty. Chính xác rồi, chúng ta có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Đó cũng chính là tình huống dứt điểm của Huỳnh Líp của hiệp một trận đấu. Có lẽ ở trong tình huống băng vào trong đường truyền của Phan Thanh Bình, của Trương Thanh Bình trước đó thì Huỳnh Líp đã bị phạm lỗi. Đường truyền rất thoáng, quát bóng vẫn còn dành cho Ngọc Luân. Rất nguy hiểm, đó là bàn thắng tiếp theo dành cho ca thủ Ngọc Luân FC. Đình Hiếu đã có một tình huống, không phải đó là anh Thi. Anh Thi đã có một tình huống xử lý bóng ở góc hẹp hết sức thành công. Bóng ra chân hết sức đẳng cấp. Huỳnh Líp đã rất chủ động đưa bóng hướng thẳng về đáy biên, nơi có sự xuất hiện của anh Thi. Xử lý bóng không chạm và thông ra thắng dành cho ca thủ Ngọc Luân AC. Và người kết thúc đó là Chiêu Hoàng. Chúng ta xem lại pha bóng này. Như vậy thì 3 vị trí tấn công của ca thủ Ngọc Luân AC đã có một tình huống phối hợp và loại bỏ hoàn toàn. Chúng ta phải dùng thủ hoàn toàn đối với hệ thống phòng ngự. Chỉ còn duy nhất một vị trí Huy Martinez đang cố gắng lùi về. Nhiều những... Và như vậy thì bàn thắng tiếp theo dành cho ca thủ Ngọc Luân FC. Đó là một cú phối hợp có thể nói là rất đơn giản và bài bản đến từ hai vị trí của Chiêu Hoàng và Đức Huy. Chúng ta xem lại pha bóng này, chuyền rất đơn giản và Đức Huy xuất hiện rất đúng lúc và có pha đền kịp thời. Trước cầu môn vẫn còn cú dứt điểm, bàn thắng rút ngắn tỷ số thay cho ca thủ xây dựng Bảo Anh. Một đoạn pha chú ý đến từ vị trí của Nguyễn Thanh Hùng. Số 7 của ca thủ xây dựng Bảo Anh đã có pha xử lý bóng ở bên phía khu vực hành lang cánh phải và sau đó là một cú ngoặt bóng về phía trung lộ và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Hy vọng rằng với bàn thắng này ở miền Trung khá nguy hiểm. Bàn thắng tiếp theo dành cho ca thủ xây dựng Bảo Anh và đó là cú đúp của cầu thủ mang áo số 7 Thanh Hùng. Bây giờ sẽ không còn những giây phút mà ca thủ Ngọc Luân FC có được sự thoải mái nữa. Khoảng cách là 2 bàn và rõ ràng đây là sự báo động rồi. Cần phải có một thế trận chắc chắn hơn và khoảng thời gian trước mắt còn rất dài. Trung Hiếu đường chuyền tốt, đối mặt rơi. Bàn thắng tiếp theo dành cho ca thủ Ngọc Luân FC. Đứng ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi là Nam Mares, cầu thủ mang áo số 99 của ca thủ Ngọc Luân FC. Ngoài Nam đã có một tình huống nhận bóng, tình huống quạt bóng và dứt điểm này. Kỹ thuật cá nhân là rất tốt. Cái góc máy này chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn tình huống quạt bóng của. Như vậy
7 đã có bàn thắng tiếp theo dành cho ca thủ xây dựng Bảo Anh. Một tình huống đến rất bất ngờ và nhanh chóng. Và bật cao và đánh đầu ở bên phía khu vực rất sát với phía khu vực cầu môn. Người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi là cầu thủ mang áo số 14. Hoàng Việt Anh cũng là một trong những vị trí được tung vào. Có khoảng trống rồi, không có pha dứt điểm. Bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ Ngọc Luân. Dành cho ca thủ Quân FC. Chúng ta sẽ cùng quan sát lại tình huống này. Như vậy người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 8 của ca thủ Quân FC. Như vậy thì đã có bàn thắng tiếp theo rồi. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 99 của ca thủ Ngọc Luân AC. Hoài Nam tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa dành cho cá nhân của mình. Một pha bóng cho thấy kỹ thuật xử lý bóng và dứt điểm rất tốt của Hoài Nam. Vậy thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Mười một bàn thắng đã được ghi ở trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng này. Thời điểm này thì trận đấu giữa ca thủ tình huống dứt điểm trái phá của Thanh, cầu thủ Thanh Hùng. Đây là pha xử lý bóng của Thanh Hùng, cú móc cờ của cầu thủ áo số 7 này. Văn Hùng, Quốc Huy, Atevez, cái đè rất tốt, là tướng và đó là 1-0 dành cho cầu thủ Anh Em Soman. Cuối cùng thì thế bế tắc của trận đấu cũng đã được khai thông. Sau hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua, thì các cầu thủ của Anh Em Soman đã có bàn thắng để mở tỷ số dành cho trận đấu này. Văn Hùng là cầu thủ đã mở tỷ số dành cho trận đấu của chúng ta, một tình huống làm tường rất hay của Atevez. Và Văn Hùng cũng đã có được một tình huống dứt điểm rất gọn gàng để đánh bại thủ thành Hồ Viết Bảo Khang. Cú đặt lòng rất xoáy của Trương Văn Hùng. Hồ Viết Bảo Khang đã không thể giành chiến thắng ở trong cú dứt điểm này của Văn Hùng. Chúng ta có thể thấy được khả năng làm tường của Atevez là rất tốt. 1-0 dành cho ca thủ Anh Em Sông Hàn. Khả năng xử lý hai chân của Sĩ Sà Trồ cũng là rất tốt. Và đây sẽ là cơ hội đối mặt, dứt điểm, vẫn không vào, vẫn không!
Và đó là một đều dành cho trận đấu của chúng ta. Lần này thì Văn Mạnh đã chiến thắng được với sự xuất sắc của Văn Quyền, mặc dù phải cần tới tình huống dứt điểm thứ hai của mình thì Văn Mạnh mới có thể đưa được bóng vào khung thành của các thủ anh em sông Hàn. Khoảng trống là quá rộng dành cho Văn Mạnh ở trong pha bóng này. Dứt điểm đầu tiên thì chưa thể vượt qua được đôi tay của Văn Quyền. Phía sau đó thì bóng ói ra. Và cú dứt điểm thứ hai, một tình huống sục bóng quá tốt của Văn Mạnh, quá bình tĩnh để cân bằng tỷ số dành cho trận đấu này. Rất tinh quái. 3 phút bù giờ. Đây sẽ là Sĩ Sancho. Cơ hội dành cho cầu thủ VVV FC. Vào! Đó là cú đúp dành cho Đoàn Văn Mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay. 2-1 dành cho cầu thủ VVV FC. Lần này thì Sĩ Sancho đã không thực hiện một tình huống dứt điểm, mà đó là một tình huống căng ngang tuyệt vời vừa vặn dành cho vị trí của Đoàn Văn Mạnh. Nâng tỷ số lên là 2-1 dành cho cầu thủ VVV FC. Một khoảng trống quá rộng dành cho Sĩ Sancho. Lần này thì tình huống căng ngang đã đánh bại được thủ thành Văn Quyền. Quá thoáng với pha bóng này, khi mà Mạnh Cường đã không thể theo kịp với tốc độ của Sĩ Sancho. Thành Sĩ thì quá nhanh, tình huống căng ngang quá vừa vặn. Và với Đoàn Văn Mạnh thì một cái khung thành trống thì chắc chắn không thể bỏ lỡ với tiền đạo bên phía các thủ về sông Hàn. Bây giờ thì Tiến Vini mới được đưa vào sân. Antebet vẫn đang là Antebet, dứt điểm vào. 2-2 dành cho trận đấu của chúng ta. Lần này thì người đội trưởng bên phía các thủ anh em sông Hàn cũng đã ghi được bàn thắng vào lưới của thủ thành Văn Hiếu. 2-2 dành cho trận đấu. Một tình huống cài đè quen thuộc của Antebet, và sau đó là tình huống xin nhàn phải. Và cú dứt điểm lần này thì không có cơ hội dành cho thủ thành Văn Hiếu. Tiếp tục lại là Antebet. Chúng ta được theo dõi tình huống cài đè rất tinh quái của Antebet. Lần này đó là một tình huống dứt điểm về góc gần của Dương Văn An. Đây là Văn Tiến. Căng ngang, dứt điểm, và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ anh em sông Hàn. Tưởng chừng đó là một tình huống căng ngang quen thuộc của Tiến Vini. Nụ cười rất tươi của Văn Tiến. Tỷ số là 3-2 dành cho cầu thủ anh em sông Hàn. Cú đá rất căng của Tiến Vini. Ở một góc rất hẹp, tuy nhiên Văn Tiến cũng đã chọn giải pháp đó chính là dứt điểm ngay. Tôi nhổ báo lên vào sân và đã có một đường kiến tạo dành cho Tiến Vini ghi bàn. Cú đá ở góc hẹp rất tốt của Văn Tiến. Rất căng. Một cú đá rocket thật sự của Tiến Vinicius. Và 3-2 dành cho cầu thủ anh em sông Hàn. Ở góc đá này thì chúng ta có thể quan sát thấy